Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 12 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Xem Tử Vi hôm nay của 12 con giáp có thiên tài ở bên trợ mệnh, người tuổi Tý đón tin vui tài lộc bất ngờ trong ngày hôm nay những khoản tiền cứ liên tục đổ về túi con giáp này đó có thể khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái khoản thưởng nóng hay cơ may chúng thưởng chúng số hiếm có số tiền có được dù nhiều hay ít bạn cũng nên sử dụng chúng vào đúng mục đích đừng vội tiêu xài phung phí một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể và rõ ràng sẽ giúp ích cho bạn trong lúc này tiếc là chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được suôn sẻ trong ngày hôm nay người độc thân tuy nhận được không ít sự quan tâm của người khác giới nhưng vẫn chưa tìm được người thực sự phù hợp với mình bạn cũng đừng quá lo lắng, chuyện tình cảm đâu thể gượng ép, hãy cứ để mọi thứ thuận tự nhiên. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, nên thay đổi hoàn cảnh, phương hướng công ăn việc làm cũng như tình cảm. Nhưng cần phải lên kế hoặc để bàn thảo, không nên quyết định sớm, hấp tấp, sức khỏe không tốt hoặc có nhiều lo âu trong việc đối xử với mọi người. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, đã đến lúc có sự thay đổi hoặc việc chờ đợi có kết quả, đến hẹn định kỳ tốt xấu lẫn lộn. Không nên có sự phân bua, nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay, bị hàm oan, tranh cãi. Có lộc hoặc có điểm tốt, thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Nên cẩn trọng về sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có cuộc đi ngắn, thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Không nên e ngại về sự chậm chạp hoặc thay đổi biến động đột ngột, cứ tiến hành sẽ có kết quả hoặc có cơ hội, quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi canh ký, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có người đi xa, có tin tức, tuy nhiên trong công việc nên cẩn trọng, không nên hấp tấp dễ gặp rủi ro, bất chắc hoặc gặp chuyện không hay, hoặc phải làm trong sự áp lực, bất mãn. Tình cảm tốt, sức khỏe không tốt, trong thân nhân có người đau ốm hoặc có tin xấu về công danh tiền bạc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có cuộc đi ngắn thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp chữa bệnh tài lộc vào nhanh ra nhanh trong nhà có người đi xa thay đổi việc làm tử vi tuổi Sửu. Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận thấy, cục diện tị Sửu bán hợp sẽ giúp cho người tuổi Sửu gặp nhiều thuận lợi trên con đường tìm đến công danh. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn giúp cho bạn rất nhiều trong công việc. Dù có khó khăn thử thách bạn cũng có thể nhanh chóng vượt qua với những sự trợ giúp từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, khi tỷ kiên xuất hiện, bạn có thể sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh lợi đoạt tài, chia bè kết phái trốn công sở. Đây là lúc bạn cần phải thật tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra lựa chọn của riêng mình. Theo tử vi hàng ngày cho thấy, có lẽ cách tốt nhất là bạn nên tránh xa tất cả những việc này và tập trung vào việc của mình mà thôi. Trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Chuyện tình cảm thăng hoa lên những nấc thang mới, hãy sẵn sàng để về chung một nhà đi thôi. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có cuộc đi ngắn thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Không nên e ngại về sự chậm chạp hoặc thay đổi biến động đột ngột, cứ tiến hành sẽ có kết quả hoặc có cơ hội, quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Nếu là ngày nghỉ thì không nên làm gì. Nếu không như vậy thì cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc dễ chuyện không như ý hoặc đảo lộn bất ngờ ngoài dự tính dễ gặp rủi ro, tai nạn, tin buồn. Nói chung ngày có nhiều sự vất vả, đề phòng tiểu nhân, thị phi. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Tránh tranh cãi, phân bua, sự việc gì cũng có cách giải quyết. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ gặp sự trách oán, phiền lòng. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có sự thay đổi về công việc nhưng cũng có việc bị bỏ dở, gián đoạn. Nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn tạm ứng. Không nên dính líu đến những chuyện của người khác dễ bị làm ơn mắc oán, hàm oan. Đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình, có tin không tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân và có tin buồn về sức khỏe. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc. Đề phòng có sự phản phúc hoặc sự việc xảy ra sẽ không dễ dàng như mình tính toán nên cẩn trọng trong mọi việc dễ gặp sự trách oán phiền lòng ngày có nhiều sự trắc trở khó khăn hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả sức khỏe không tốt nên có sự nghỉ ngơi có tin buồn chuyện vui chơi tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn tử vi tuổi dần chịu ảnh hưởng của cục diện dần tị tương hại người tuổi dần sẽ phải chịu không ít thiệt thòi trong ngày thứ ba này bạn cần hành xử thận trọng đề phòng kẻ tiểu nhân luôn có ý hãm hại ẩn đâu đó xung quanh bạn chỉ một sai sót nhỏ thôi những nỗ lực cố gắng của bạn trong phút chốc rơi vào tay của kẻ khác đó may mắn có chính quan ở bên giúp cho bản mệnh thêm tự tin vào bản thân mình bạn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao với sự tập trung cao độ thì sớm muộn sự nghiệp cũng sẽ nở hoa kết trái thôi đừng vì nóng vội mà đưa ra những lựa chọn sai lầm nhé ngày thủy sinh mục các cặp đôi sau chuỗi ngày mâu thuẫn triền miên đã có thể phá vỡ bức tường ngăn cách cùng nhau hóa giải mọi hiểu lầm xung đột cả hai đã học được cách lắng nghe và chia sẻ từ đó biết yêu thương và trân trọng nhau hơn tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy phàm làm việc gì cũng phải có sự nỗ lực bền trí mới có kết quả không nên ngồi tại chỗ mà phải di chuyển đây đó để thăm dò giao thiệp tốt cho việc đi xa để cầu tài gặp vận may Phái nữ gặp ngày này mọi việc đều không tốt, gặp nhiều khó khăn hơn phái nam. Cầu mong tin tức khó được, hoặc chỉ có tin không tốt. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Cẩn trọng khi muốn tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu, nên dự tính trước. Có chuyện thị phi, trách oán. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mít lòng, thiệt thòi. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ không nên nặng về tình cảm mà hãy lo cho công việc trước, chớ hài lòng với những gì đã có trong hiện tại mà hãy nên cố gắng thêm sẽ có kết quả tốt hơn. Có người nhờ mình giúp đỡ, hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai. Tài lộc tốt nhưng dễ hao. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc có sự kèn cựa tranh giành của tiểu nhân đưa đến có nhiều bực mình, nhưng không nên tranh cãi, sẽ bị thiệt thòi hoặc bị ràng buộc về lời nói, hẹn ước. Tránh chuyện thị phi, thư kiện, có người chơi xấu hoặc gây cản trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có được tài lộc và phân tán trong những việc đã có dự tính trước. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc. Mọi việc nên khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục sẽ có lợi. Có người nhờ mình giúp đỡ hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn hoặc phải chi phí cho những công việc định kỳ, giao thiệp. Nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai. Tử vi tuổi Mão. Thiên quan giáng họa, người tuổi Mão cần hết sức đề phòng với những mối nguy do tiểu nhân đem lại trong ngày thứ ba này khi đối diện với những chuyện không phân phải trái đúng sai bản mệnh dễ bị kích động và hành động có phần lỗ mãng nhất là khi đối phương là người có chức quyền thì cuối cùng phần thiệt vẫn chỉ thuộc về bạn về thôi vì vậy hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân và tránh xa những chuyện thị phi rắc rối có thể xảy đến đi nhé ngũ hành thủy mộc tương sinh báo hiệu sức khỏe của bạn đã có dấu hiệu cải thiện hơn so với trước đó Bằng việc dành nhiều thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hơn, cơ thể của bạn cũng đã được hồi phục lại nguồn năng lượng đã mất tinh thần nhờ thế cũng khỏe khoắn vui tươi hơn. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều tin xấu, dễ đem đến chuyện lo âu phiền lòng. Thêm một chuyện sẽ không tốt bằng tốt đi một chuyện. Không nên nhúng tay vào chuyện không cần thiết, làm ơn mắc oán hoặc gặp rủi ro, thương tích. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa tất cả mọi việc giao thiệp hợp tác đều hoàn toàn không có lợi nên ra đi hoặc tìm sự giải quyết cho chính mình có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc công việc đã có sự hẹn ước trước hoặc định kỳ nếu không phải là chuyện cần thiết thì nên giới hạn việc đi lại gặp gỡ chỉ đem lại nhiều hao tốn hoặc rất dễ gây ra chuyện phiền lòng trái ý bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc tử vi tuổi kỳ mão thuộc mệnh thổ ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng trái ý bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp, hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều tin tức không tốt xui xẻo đến với mình, dễ bị trách oán, hàm oan, tranh cãi. Dễ bị phạm sai lầm, sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, sức khỏe không tốt, nên chăm chú về công việc làm của mình, không nên nghĩ chuyện xa xôi, bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay nên ở yên hao tài về vui chơi giao thiệp đám tiệc tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim mọi việc không nên hấp tấp cần phải có sự kiên nhẫn và chờ đợi sẽ có kết quả không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng trái ý bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui hoặc được quà cáp hao tốn về mua sắm giao thiệp tử vi tuổi thìn. Kiếp tài giáng mệnh, người tuổi thìn cần đề phòng họa phá tài trong ngày thứ ba này. Dù cơ hội kiếm tiền có xuất hiện trước mắt thì bản mệnh cũng đừng vội vàng đưa ra quyết định đầu tư. Nếu không xem xét kỹ lưỡng những yếu tố rủi ro tiềm ẩn thì khó tránh bị tổn thất tiền bạc đó. Chuyện tình cảm của người tuổi thìn ngày càng thăng hoa rực rỡ. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy được vun đắp bằng tình yêu thương, sự chia sẻ và lắng nghe từ cả hai phía hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2021 tức mồng 7 tháng 9 âm lịch là ngày tam nương sát. 6. Kỳ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Khi bắt tay vào làm việc cần phải có thái độ cương quyết và bền trí mới có kết quả. Nếu có nhận được tin không tốt, hoặc trái với dự tính của mình cũng không đáng lo ngại, sẽ có phương hướng giải quyết ở một ngày khác. Không nên hấp tấp trả lời tài lộc trung bình nên tu bổ sửa chữa chỉnh đốn lại công việc đồ đạc tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có tin tức chậm trễ hoặc giang dở về công việc cũng như tình cảm ngày có nhiều sự thay đổi hoặc các việc phải có sự kết thúc có cuộc đi ngắn không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán hiểu lầm tranh cãi sự cầu mong về kết quả chưa xong có sự chờ đợi chậm trễ lô lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc dù có nhận được tin tức hay xấu nhưng cũng nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi mới giải quyết những công việc kế tiếp nên tu bổ sửa chữa mua sắm những gì còn thiếu sót hoặc đã có sự hư hại hoặc hoàn tất những gì đã có định ước đến hẹn những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi có sự rời hẹn chậm trễ công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm mất của tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối, nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy, sự trung đụng về làm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều công việc đến cần phải lo âu, giải quyết. Tốt xấu lẫn lộn, nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái. Nên ra đi giải quyết công việc. Có tin xa hoặc có khách ngày có sự hao tốn về tài lộc cho những dịch vụ định kỳ tử vi tuổi tỵ người tuổi tỵ sẽ có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi dưới sự che chở của chính ấn đặc biệt là với những ai theo đuổi con đường công danh sự nghiệp bản mệnh có thể phát huy hết tiềm năng cũng như tận dụng hết các ưu thế của mình để xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất tuy nhiên sức khỏe của con giáp này có thể bị ảnh hưởng ít nhiều trong ngày hôm nay những ai có tiền sử các bệnh về xương khớp, bệnh liên quan đến tỷ vị, dạ dày, các bệnh liên quan đến thần kinh do bị suy nhược cơ thể. Ngày 7 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều phải rè rặt tuy không phải là xấu, nhưng thêm một chuyện không tốt bằng bớt đi một chuyện sẽ không có kết quả nên tu bổ, sửa chữa, hoặc xem xét lại các việc cũ. Có tin buồn, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết, hợp tác vì dễ gặp trở ngại, tin tức trái ngược. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại, di chuyển nên có sự giới hạn, hoặc không được như ý. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại, di chuyển nên có sự giới hạn. Nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết, hợp tác. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán, hiểu lầm, tính toán không đúng thực tế. Chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác ngày gặp bè bạn, thân nhân hoặc có tin xa, gia đạo ồn ào, bận rộn, tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư, hùn hạp. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Đề phòng có sự phản phúc hoặc sự việc xảy ra sẽ không dễ dàng như mình tính toán. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ gặp sự trách oán, phiền lòng. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Tử vi tuổi ngọ có quý nhân tam hội ở bên trợ giúp, người tuổi ngọ sẽ chẳng cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Công việc tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp, các mối quan hệ xã giao cũng đem lại cho bạn nhiều lợi ích. Lại thêm thiên ấn độ mệnh, kể cả những người làm trong các lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ, kỹ thuật, nghề tự do, cũng sẽ có cơ hội để tỏa sáng cách xử lý tình huống bất ngờ phát sinh cũng đã ghi điểm lớn trong mắt cấp trên của bạn nữa đó trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng bắc phía trong phòng và giường ngủ của thai phụ do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim gia đạo bình yên tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp nếu có người đề nghị công việc thì nên chấp thuận dù có lợi lộc tiền bạc gì có chuyện vui về tình cảm nhân nghĩa ngày có gián đoạn công việc hoặc chưa hoàn tất tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy mọi sự rất dễ thay đổi những việc cần thiết thì nên làm cho xong vì sẽ có sự kiện hoặc tin tức mới cần phải giải quyết không nên nóng nảy khi thấy có sự chậm trễ về hẹn ước vì đây là chuyện ngoài ý muốn có tài lộc tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa có việc xảy ra như đã dự tính hoặc công việc đã lâu nay có sự hoàn thành kết thúc nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt nếu việc chưa xong mà lại gặp chuyện mới thì nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình nhưng phải hoàn tất cho nhanh ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại có tin vui hoặc có sự gặp mặt tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tình cảm tốt vui vẻ có sự mâu thuẫn hiểu lầm chút ít trong nội bộ nhưng vẫn có thể hòa giải được có quý nhân giúp đỡ ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm đã đến hạn kỳ cho công việc tình cảm tiền bạc cần phải giải quyết tài lộc tốt hoặc có lộc ăn hội họp đình đám đề phòng sức khỏe không tốt tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt và nên chi phí những việc cần thiết hoặc chuyển giao tiền bạc vào một mục khác nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình nhưng phải hoàn tất cho nhanh ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại có tin vui hoặc có sự gặp mặt tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc tử vi tuổi mùi người tuổi mùi sẽ đón nhận không ít chuyện vui mừng trong ngày tị mùi tương hội này sau những tháng ngày vất vả cuối cùng thì bạn cũng có được những trái ngọt trong tay hãy biết trân trọng những gì mình có và tiếp tục nỗ lực vì một tương lai sáng lạn hơn nữa nhé tuy nhiên sự xuất hiện của tỷ kiên có thể là lời cảnh báo bản mệnh đừng vội ngủ quên trên chiến thắng cũng đừng tự cô lập chính bản thân mình ra khỏi tập thể sự thành công của bạn cũng là thành công của cả tập thể và ngược lại về chuyện tình cảm người độc thân có cơ hội tìm được một nửa cho mình trong ngày hôm nay những buổi hẹn hò lãng mạn sẽ là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu của hai bạn. Hãy tận hưởng những chuỗi ngày ngọt ngào bên người ấy đi nhé. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Có tin tức ở nơi xa thông báo về kết quả công việc mà mình đã gửi đi từ trước, hoặc trong nhà có người đi xa về tiệc tùng, đình đám. Sự mong cầu về tiền bạc tuy có gặp rắc rối, thiệt hại, nhưng cũng không đáng lo ngại, vẫn có phần lợi lộc của mình. Ngày không nên di chuyển, đi xa bất lợi. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng trong mọi việc. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lẫn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên giới hạn việc đi lại, di chuyển, nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa. Nên giới hạn mọi sự giao thiệp, việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lẫn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói sức khỏe không tốt có tin buồn ngày có nhiều vất vả nên cẩn trọng trong mọi việc tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ ngày không tốt nên cẩn trọng về sức khỏe có tin buồn nếu là chuyện vui chơi cũng hao tốn có sự mích lòng hoặc không đi được gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết lo toan bận rộn có nhiều tin tức hoặc có thân nhân bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc phải mua sắm sửa chữa Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, nên giới hạn mọi sự giao thiệp, việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lẫn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói, sức khỏe không tốt, có tin buồn, ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng mọi việc. Tử vi tuổi thân, cung diện thân Tỵ tương phá sẽ có ảnh hưởng không mấy tích cực đến vận trình của người tuổi thân trong ngày thứ ba này tình cảm anh em bạn bè mâu thuẫn nảy sinh những tranh chấp khó hòa giải lại thêm thương quan giáng mệnh bản mệnh có thể vì một bước đi sai lầm mà khiến cho cả sự nghiệp bị sụp đổ hãy lấy đó là lời cảnh báo bạn cần phải luôn tỉnh táo tính toán một cách cẩn thận trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy dường như có một khoảng không ngăn cách vô hình khiến hai bạn chẳng thế tiến thêm một bước nào trong mối quan hệ của hai người dường như sự thờ ơ lạnh nhạt đã khiến câu chuyện của bạn chẳng còn tiếng nói chung nữa sự chia ly phải chăng là điều khó tránh khỏi tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm hoặc vào nhanh ra nhanh có sự bảo bọc chi phí cho người khác công việc nên tiến hành bình thường chưa phải là lúc thay đổi cẩn trọng có tiểu nhân hoặc có tin xấu ở xa tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nếu có thấy điều lợi gì thì nên dừng bước không nên tiến thêm sẽ có điều không tốt hoặc không có lợi lộc thỏa đáng làm gì cũng nên giới hạn cũng không nên buông thả lơ là cần giữ lấy uy tín của mình cũng không nên tự ái hoặc có anh hùng tính chỉ gây ra sự thiệt thòi tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa tài lộc vào nhanh ra nhanh nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có quý nhân giúp đỡ có tài lộc nhưng dễ hao tán vì giao thiệp chi phí các loại có định kỳ đến hạn hoặc phải chia phần cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói việc làm dễ gặp chuyện thị phi lời đồn hàm oan hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau nhất là về mặt tình cảm có tin buồn về sức khỏe bệnh tật tai nạn công danh của người thân tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa ngày dễ có sự hao tốn chi phí nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi không nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai tử vi tuổi dậu cục diện tam hợp độ mệnh người tuổi dậu vui mừng đón tin vui liên quan đến công việc trong ngày này ngoài ra bản mệnh còn có cơ hội được ký kết những hợp đồng hợp tác mới đầy triển vọng nữa có thực thần ghé thăm cơ hội kiếm tiền đang bày ra trước mắt bạn chỉ cần bạn hiểu rõ mình đang làm gì giữ được sự bình tình thì như vậy tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo tới thôi tình cảm gia đình của bạn chẳng mấy hài hòa trong ngày hôm nay chuyện tranh cãi xảy ra liên miên chẳng rõ nguyên nhân có lẽ bản mệnh nên sắp xếp lại những câu chuyện của mình chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn để có được sự thông cảm và thấu hiểu cho cả hai bên tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy làm gì cũng nên có sự cẩn thận vì có nhiều sự kiện xảy ra ngoài dự tính của mình hoặc có người đem đến những tin hoặc chỉ bàn bạc những chuyện bất lợi tài lộc có chút ít nhưng cũng dễ hao có tin buồn tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hòa không nên có sự xích mích tranh cãi khi có bất đồng quan điểm có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám có tin tức có tin xấu về sức khỏe bổn mạng tai nạn rủi ro của người thân nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui quà tặng ăn uống nhưng hao tài cho tiền bạc đến hạn kỳ tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui quà tặng ăn uống không nên có sự xích mích tranh cãi khi có bất đồng quan điểm có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám, có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày dễ có sự trách oán, phiền muộn, hiểu lầm, thị phi. Không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương. Nếu không có gì quan trọng thì chỉ nên làm việc bình thường hoặc ngồi yên. Nếu có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp mặt giao thiệp cũng không có lợi gì chỉ nghe những chuyện không tốt, dễ hao tài. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim. Không nên xích mích tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng, nhưng cũng không có lợi. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi tuất, thứ ba này người tuổi tuất có thể gặp khá nhiều bất lợi liên quan đến tiền bạc trong ngày kiếp tài chiếu mệnh như hôm nay những chuyện tranh lợi đoạt tài dường như chẳng còn xa lạ với bạn trong môi trường làm việc như hiện nay vì vậy để bảo toàn túi tiền của mình tốt nhất con giáp tuổi tuất nên tránh xa những chuyện thị phi tranh chấp đầy tai tiếng này những hành động liều lĩnh cũng khó có thể giúp bạn trong ngày này khi mọi thứ vẫn còn đang rất mơ hồ chẳng thể lý giải nổi sức khỏe của con giáp này được cải thiện đáng kể trong ngày hôm nay Nhờ chế độ sinh hoạt điều độ cùng việc chăm chỉ luyện tập thể dục thể theo mà bạn mới có được một cơ thể khỏe khoắn, một tinh thần vui tươi như thế này. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, Ra ngoài không nên bàn chuyện người và cũng không nên để người khác xen vào chuyện của mình. Có tin tức buồn ở nơi xa, hoặc tin tức đến không được như ý. Nên giới hạn mọi việc giao thiệp, đi lại, có trở ngại. Công việc có gặp sự khó khăn, nhà có đình đám hết sức cẩn thận trong việc sửa sang tu bổ nhà cửa có rủi ro hoặc hư hại đồ đạc việc mong cầu về tình cảm giao thiệp không nên vồn vã hoặc vội quyết định tài lộc chậm tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày có nhiều tin tức vui buồn lẫn lộn về sự thuyên truyền công ăn việc làm nơi ăn trốn ở sức khỏe buồn mạng của người thân hoặc bè bạn nếu là chuyện của mình thì nên tìm gặp quý nhân để cho biết ý kiến không nên vội vã có chuyện buồn về tiền bạc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc tài lộc còn chậm dễ hao hay chỉ là lời hứa không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra nên cầu viện quý nhân về ý kiến cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên giới hạn mọi sự giao tiếp sẽ gặp những chuyện phiền hà tranh mọi sự thị phi tranh cãi không nên tiến hành những công việc lớn lao, công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh. Ngày không tốt, có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. Đề phòng rủi ro, tai nạn, đau ốm. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Nên cẩn trọng trong mọi sự. Dù công việc hay tình cảm có dễ dãi cũng không nên đi quá xa dễ gặp sự mít lòng hay trách oán, hao tốn. Làm việc gì thì cũng phải làm đến khi có sự kết thúc, chớ nên bỏ ngang ngày có sự đáo hạn đến hẹn. Tử vi tuổi hợi Chịu ảnh hưởng của lục xung, chuyện tình cảm của con giáp tuổi hợi trong ngày hôm nay chẳng mấy tốt đẹp. Điểm đào hoa giữ cận kề, có thể kẻ thứ ba đang lăm le tiến chân vào mối quan hệ của hai bạn, hãy cẩn thận đề phòng, nâng cao cảnh giác. May mắn là công việc của bản mệnh có thể được hoàn thành một cách nhanh chóng khi có sự tiếp sức của chính quan những kết quả mà bạn thu về được trong khoảng thời gian này sẽ khiến cho mọi người xung quanh phải trầm trồ ngưỡng mộ nữa đó về mặt tình duyên tình cảm giữa bạn và người ấy đang dần phai nhạt dần những cuộc tranh cãi dần như chiếm trọn quỹ thời gian của hai bạn cả hai với cái tôi của mình chẳng ai chịu nhường ai mọi việc cứ thế ngày càng tồi tệ hơn hãy nhìn nhận lại mối quan hệ này và đưa ra lựa chọn dừng lại hay tiếp tục đi nhé tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa ngày xung của bổn mạng có tin xa nên cẩn trọng vấn đề đi lại di chuyển có sự sai hẹn rời hẹn hoặc gặp rủi ro có sự tu bổ sửa chữa mua sắm đồ đạc vật dụng xe cộ có tin buồn tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu có tin buồn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu tranh cãi có tin buồn sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro tai nạn mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày sung của buồn mạng có việc đi xa gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có chuyện mình cần người giúp đỡ không nên tranh cãi hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán sự mong cầu về công việc tin tức đều chậm có trở ngại có tài lộc nhưng dễ hao nên kết thúc công việc tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy ngày sung của buồn mạng mọi việc đi lại hoặc tiến hành công việc đều nên cẩn trọng hay gặp rủi ro trở ngại rắc rối cần phải bỏ sức ra nhiều đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu tranh cãi có tin buồn sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro tai nạn bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại